Trong trận lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, em Nguyễn Văn Hành là học sinh lớp 12A9, trường trung học phổ thông số 1 Bảo Yên, đã mất đi người mẹ thân yêu. Cách đây gần một năm, bố em cũng đã qua đời vì ung thư. Hành được người dân ứng cứu kịp thời, may mắn sống sót nhưng cũng bị thương nặng, em bị gãy xương đòn và xây sát toàn thân. Sau 13 ngày cấp cứu tại bệnh viện, nhờ sự cứu chữa tận tình của đội ngũ y bác sĩ và sự chăm sóc chu đáo của thầy cô bạn bè, Hành đã được xuất viện. Em hiện sống tại khu tạm cư dành cho người dân làng nổ sống sót sau trận lũ quét. Sống một mình trong căn nhà, hành quay quát nỗi nhớ mẹ. Trận lũ quét kinh hoàng đã cuốn đi bức ảnh thờ của bố và mọi kỷ vật của mẹ. Mong muốn của hành là có được một tấm ảnh đầy đủ các thành viên trong gia đình. Hai ngày trước, theo gợi ý của cô giáo chủ nhiệm, Hành đã liên hệ với anh Phùng Quang Trung, 29 tuổi, là người thực hiện dự án Skyline, nét ảnh vượt bão, phục dựng những bức ảnh tưởng niệm nạn nhân xấu số tại thôn Làng Nổ. Hành bày tỏ mong muốn được anh Trung giúp đỡ phục dựng bức ảnh của gia đình. Sáng ngày 3 tháng 10, Hành đã nhận được bức ảnh phục dựng từ phía anh Quang Trung. Khoảnh khắc đó, thiếu niên Làng Nổ lặng người vì xúc động. Hành nghẹn ngào bỏ giờ lời chia sẻ, Em không có nhiều tấm ảnh chụp chung với bố mẹ, hôm rồi em phải lục lại Facebook mới tìm được tấm ảnh hiếm hoi của bố mẹ gửi cho anh Trung nhờ anh giúp đỡ. Khi nhận được bức ảnh gia đình hoàn thiện từ anh Trung, em Hành đã vô cùng xúc động, em biết ơn sự giúp đỡ tận tình của anh Quang Trung, em mong đến ngày nhận được bức ảnh đóng khung để treo trong nhà làm kỷ niệm. Những ngày qua sống trong khu tạm cư, Hành luôn nhớ về mẹ, em đang chờ sức khỏe ổn định để trở lại trường với thầy cô và bạn bè. 16 giờ ngày 1 tháng 10, anh Phùng Quang Trung nhận được tin nhắn của Nguyễn Văn Hành. Dòng tin nhắn nhờ cậy được viết một cách chỉn chu và tha thiết. Anh đã gọi lại để xác nhận thông tin, trò chuyện và hướng dẫn Hành tìm kiếm các bức ảnh dùng cho việc phục dựng. Thường cho số phận éo le của thiếu niên làng nổ, anh Trung đã thức xuyên đêm giúp em phục dựng bức ảnh gia đình. Bức ảnh được hoàn thành sau hơn 8 giờ làm việc liên tục từ 21 giờ ngày 2 tháng 10 đến 5 giờ 30 phút ngày 3 tháng 10. Anh Trung chia sẻ, trước khi nhận được tin nhắn của Hành, mình đã biết về hoàn cảnh éo le của em thông qua báo đài. Khi em nói muốn có một bức ảnh gia đình làm kỷ niệm, mình đã nhận lời và cố gắng hết sức để giúp đỡ em phục dựng hình ảnh bố mẹ một cách chân thực nhất. Trong những cuộc gọi trò chuyện với Hành, anh Trung nhận thấy em là một cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện khi nhận ảnh, hay ngỏ ý trả tiền công nhưng anh Trung không nhận. Với anh, đây là việc thiện mang ý nghĩa nhân văn nên sẵn sàng làm miễn phí. Anh Trung chia sẻ, mình đã có 3 năm làm công việc phục dựng ảnh và lần này nhiệm vụ có phần đặc biệt hơn. Mình chỉ mong phần nào bù đắp được nỗi mất mát của bà con làng nổ thông qua những bức ảnh gia đình này cho đến giờ, anh Trung cùng các cộng sự đã giúp ba gia đình ở làng nổ phục dựng ảnh gia đình. Thời gian tới, với dự án Skyline, nét ảnh vượt bão, anh mong muốn có thể hoàn thành nhiều hơn nữa những bức ảnh ý nghĩa. Sau khi việc phục dựng hoàn thành, nhóm sẽ in ảnh, đóng khung miễn phí và gửi đến tận tay bà con. Sau trận sạt lở lũ quét xảy ra ở thôn Làng Nổ, Lào Cai, người phụ nữ mất cả con gái và ba người cháu ngoại muốn nhường phần hỗ trợ 5 triệu cho những gia đình bị thiệt hại nặng hơn. Đó là bà Hoàng Thị Khuyên, 64 tuổi, là mẹ vợ của anh Hoàng Văn Nhầm. Anh là người đã mất cả vợ và ba người con trong trận sạt lở lũ cuốn ở thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Anh Nhầm hiện đang điều trị chấn thương xương chậu. Trước đó nhận được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân và những nhà hảo tâm, anh Nhầm đã nhờ người quen góp 10 triệu đồng đến tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm chia sẻ với những gia đình bị thiệt hại vì bão lũ. Trong ngày đến bệnh viện thăm con rể, thấy anh Nhầm phải nằm yên một chỗ vì chấn thương xương chậu, bà khuyên không kiềm được xúc động. Bà nói rằng bản thân đã cố gắng không khóc để con rể yên tâm nhưng mà không kiềm lòng được. Đường xa mà tôi lại bị ốm nhưng vẫn phải đến thăm con rể vì giờ không còn ai. Gia đình có 5 người mà con gái và ba cháu ngoại đều ra đi. Chỉ còn mỗi con rể thôi, chẳng còn ai cả. Nghĩ đến con đến cháu, thấy xót lắm, mẹ vợ anh nhầm nghẹn ngào. Một nhà hảo tâm biết được hoàn cảnh của bà Quyên phải chịu nỗi đau mất con gái và cháu ngoại đã hỗ trợ bà 5 triệu đồng để trang trải lúc khó khăn. Thế nhưng bà đã hai lần từ chối bà không nhận đâu, cháu để phần này đi hỗ trợ những nhà bị nặng nề hơn, nhiều nhà cũng đang rất cần. Nhiều ngày nằm điều trị chấn thương không thể đi lại được, anh Hoàng Văn Nhầm đang nhờ người quen tìm một chiếc xe lăn để anh có thể ngồi lên và di chuyển. Hiện anh Nhầm đã được xuất viện, ở nhờ nhà cậu mợ và được người thân chăm sóc hàng ngày khi anh chưa đi lại được. Anh Hoàng Văn Nhầm cho biết mẹ vợ anh ở cách nhà vợ chồng anh khoảng 20 km. Vào ngày xảy ra sự việc, bà khuyên được người hàng xóm báo tin con gái bà bị tai nạn. Bà vội vàng chạy sang thì vô cùng hốt hoảng khi biết rằng sạt lở lũ quét đã gây thiệt hại cho cả thôn làng nổ. Giờ đây mỗi khi có trẻ con học sinh đi ngang qua nhà, bà khuyên đều không dám ra ngoài mà trốn ở trong phòng vì sợ nhìn thấy trẻ con lại cồn cào nỗi nhớ cháu ngoại của mình. Ngày 10 tháng 9, là ngày thôn làng nổ sắp Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai gần như bị xóa sổ. Ít nhất 58 người được xác định đã thiệt mạng, trong đó vẫn còn 9 người đang mất tích. Bất chấp sự vào cuộc để tìm kiếm của hàng trăm cán bộ chiến sĩ hơn hai tuần qua, là một trong những đơn vị được quy động, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô E22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đã cử 100 cán bộ chiến sĩ đến làng nổ để tổ chức cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân. 9 giờ ngày 13 tháng 9, Thượng tá Đặng Hồng Tinh, Phó Trung đoàn trưởng E22, cùng đồng đội từ đại bản doanh của Trung đoàn tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, di chuyển lên xã Phúc Khánh. Sau hơn 7 giờ hành quân, những người lính cảnh sát cơ động đã có mặt tại thôn Làng Nổ. Trên hành trình di chuyển, Thượng tá Tinh chỉ biết được nơi anh sắp tới để làm nhiệm vụ bị lũ quét, rất nghiêm trọng, nhiều người gặp nạn. Còn những thông tin từ hiện trường gần như không có, bởi làng nổ lúc đó hoàn toàn bị cô lập về đường truyền, Tuy nhiên, càng đến gần làng nổ, anh Tinh càng cảm nhận được rõ hơn về độ nghiêm trọng và sự nguy hiểm. Thượng tá Tinh nói, đi hết cao tốc Hà Nội-Lào Cai, đoàn chuyển hướng đi quốc lộ 70 để đến huyện Bảo Yên. Dọc tuyến quốc lộ, nhiều đoạn xảy ra sạt lở, luôn tiềm ẩn nguy cơ sẽ tiếp tục xảy ra sự cố. Đặt chân tới làng nổ, cảnh tượng trước mắt phó trung đoàn E22 là ngoài sức tưởng tượng. Tàng thương và điêu tàn là hai tính từ được Thượng tá Tinh miêu tả về hiện trường vụ lũ quét lúc đó. Thượng tá Đặng Hồng Tinh nói, cả ngôi làng chỉ còn nhìn thấy vài nóc nhà, còn lại là bùn đất, nước suối, chảy ao ào và mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Vị chỉ huy kể lại và cho biết, khu vực trung đoàn được giao tìm kiếm là ở hạ nguồn, nơi được nhận định là có nhiều thi thể đang bị vùi lấp. Quan sát những người có mặt tại hiện trường, trong đó có nhiều người dân, thân nhân người gặp nạn, Thượng tá Tinh cảm nhận được sự mệt mỏi tuyệt vọng của họ qua những gương mặt bơ phờ thất thần và mất hồn tôi thấy thương đồng bào quá, nghĩ sao thiên tai lại khủng khiếp khốc liệt đến như vậy. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao để được nhận nhiệm vụ, ổn định thật nhanh nơi ở của các chiến sĩ và bắt tay vào làm. Dù hừng hực khí thế là vậy, anh Tinh với vai trò là người chỉ huy đoàn, anh vẫn canh cánh nỗi lo về sự an toàn của các anh em chiến sĩ khi địa bàn thôn làng nù rất bất ổn và nhiều nơi vẫn liên tục xảy ra sạt lở lũ quét. Miêu tả về khu vực được giao, Thượng tá Tinh cho biết diện tích tìm kiếm là khoảng 750.000m2. Dọc 5km chiều quét của lũ trên con suối rộng ngang khoảng 150m. Nắm trong tay 100 người lính, vị chỉ huy chia làm 3 tổ, mỗi tổ 30 chiến sĩ, còn lại 10 người. Anh Tinh giao nhiệm vụ, làm hậu cần, lái xe. Đối với ba tổ tìm kiếm, vị thượng tá yêu cầu mỗi tổ lại chia làm ba mũi, làm cuốn chiếu theo chiều ngang của con suối, ra soát thật kỹ, đến đâu xong đến đó. Từng chiến sĩ được trang bị khẩu trang, áo phao căng tay. Tuy nhiên, với cá nhân anh Tinh và nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động trong đoàn, kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn con người trong những sự cố thiên tai gần như là bằng không. Do đó, đoàn đã lập tức học hỏi kinh nghiệm từ những đơn vị đã tổ chức tìm kiếm trước đó. Thượng tá Tinh kể lại phương pháp tìm kiếm, mỗi chiến sĩ tùy từng người sẽ mang xà beng, sẻng hoặc là gậy dài 2 tới 3 mét chọc xuống lớp bùn đất, khi rút ra thấy có mùi hôi thối là nghi vấn ở dưới có xác, xác ở đây chưa chắc là thi thể người dân mà có thể là của động vật. Ngoài ra, để xác định nơi có thi thể, các chiến sĩ còn dựa vào hướng bay của ruồi, nhặng. Chúng đậu ở đâu thì nơi đó có khả năng cao là có thi thể. Một nguồn khác đó là chỉ điểm, thông báo của người dân bản địa người dân sinh sống tại đây nắm rõ địa bàn, ví dụ như nơi nào từng là cây ao thì có thể là xác sẽ mắc lại ở đó, hoặc đoạn suối nào hay có dòng nước quẩn sẽ để lại các thi thể bị cuốn trôi và cho biết sự hỗ trợ của người dân là rất quan trọng. Phương pháp đã có, nhân sự thực hiện cũng được triển khai tích cực, nhưng phải đến khoảng hơn 17 giờ ngày 15 tháng 9, thông qua bộ đàm, Thượng úy Tinh mới nhận được báo cáo đầu tiên về việc tìm thấy thi thể người dân thiệt mạng trong vụ lũ quét tại làng nổ. Dù đau xót, vị chỉ huy vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi sự cố gắng của tất cả chiến sĩ đã đem lại chút an ủi cuối cùng dành cho những nạn nhân và thân nhân của họ. Đại úy Phạm Quang Chiến là một trong 90 chiến sĩ cảnh sát cơ động trực tiếp lội bùn đất tìm kiếm các thi thể bị vùi lấp tại thôn làng nổ. Làm nhiệm vụ tại nơi vừa cướp đi mạng sống của hàng chục người, anh Chiến nói rằng bản thân không hề sợ, một phần vì anh là một người lính được giao đi thực hiện nhiệm vụ, phần còn lại, vị đại úy cho biết anh đang đi cứu những đồng bào đang gặp nạn. Trong những ngày này, đại úy Chiến được trang bị ủng, áo phao và một chiếc gậy. Anh Chiến kể, mỗi lần chọc gậy xuống lớp bùn đất dày, tôi lại hy vọng ở dưới lớp đất đó là thi thể của một ai đấy đang mất tích đồng nghĩa là mỗi khi không thấy gì bất thường và rút lên, tôi lại thất vọng. Nhớ lại, Đại úy Chiến cho biết trong quá trình mò xác đáy bùn có một nam thanh niên sinh năm 2000 liên tục xin anh được đi cùng. Anh Chiến chia sẻ, cậu thanh niên đó đi tìm mẹ. Gia đình của cậu ấy có 9 người bị vùi lấp trong trận lũ quét ở làng nổ. 8 người đã được tìm thấy thi thể, chỉ còn riêng thi thể của mẹ cậu ấy là chưa thấy. Ở những giây phút trò chuyện hiếm hoi, Đại úy Chiến chỉ biết động viên cậu thanh niên và hứa rằng sẽ cố gắng hết sức để tìm được mẹ cho cậu. Chiều ngày 15 tháng 9, tổ tìm kiếm của Đại úy Chiến phát hiện thi thể của một nam giới ở gần cuối khu vực được giao ra soát. Thi thể này nằm úp để lộ phần lưng ấm mấp mé mặt bồn. Sau khi báo cáo với chỉ huy, Đại úy Chiến cùng một chiến sĩ khác được cử tiếp cận thi thể và trục vớt. Anh Chiến và đồng đội sau đó mặc áo phao, buộc dây vào người và từ từ được thả xuống từ độ cao khoảng 3 mét từ trên bờ xuống khu vực lũ quét. Để trục vớt, Đại úy Chiến cầm theo một bao tải để gói thi thể vào trong, đảm bảo là cơ thể đồng bào không bị hư hại. Vị cán bộ chia sẻ, ban đầu tôi hơi sợ vì tử thi đã nằm dưới bùn vài ngày, đang trong giai đoạn phân hủy, Tuy nhiên ngay sau đó tôi chấn tĩnh lại bình tĩnh nhất có thể để tiếp cận thi thể một cách nhẹ nhàng nhất, tránh việc làm hỏng tử thi. Chính vì không muốn thi thể bị hư hại, anh Chiến không sử dụng cuốc hay là sẻng để bới bùn đất mà dùng tay không. Công đoạn này sau đó gặp khó khăn, khi tay đại úy chiến cứ gạt bùn đến đâu thì nước và cát lại vùi lại. Điều này buộc người lính phải gạt liên tục với tốc độ thật nhanh, dẫn đến một vết cát sâu bởi một mảnh tôn ẩn trong lớp bùn. Anh Chiến kể, tôn cứa qua găng tay làm rách bốn ngón tay phải của tôi. Lúc đó tôi không thấy đau, tôi tháo bỏ găng tay bị rách, đeo găng mới vào rồi lại đào bới và đưa thi thể nạn nhân vào trong túi, buộc dây để người trên bờ kéo lên. Đến khi xong việc, chiếc găng tay phải của đại úy Chiến lỏng bỏng máu bên trong. Người chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức được đưa đi cấp cứu, khâu và tiêm uốn ván. Sơ cứu xong, anh Chiến lại quay lại hiện trường, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Anh Chiến tâm sự, bác sĩ bảo là vết thương không ảnh hưởng đến xương nhưng sau này các động tác gập nắm sẽ khó khăn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, các lực lượng trung đoàn E22 tiếp tục tìm thấy thêm một thi thể khác là nữ giới, cách vị trí thi thể đầu tiên khoảng 3 km. Theo Thượng tá Đặng Hồng Tinh, trong ngày đầu tiên tiếp cận thôn làng nổ, các chiến sĩ trung đoàn E22 ở nhờ tại nhà sàn của một người dân cách hiện trường khoảng 7 km. Sau đó địa phương đã tìm và bố trí cho các chiến sĩ tá túc tại một trường mầm non chỉ cách nơi bị lũ quét khoảng 1 km. Trong suốt 8 ngày làm nhiệm vụ tại đây, anh Tinh và đồng đội được những nhà hảo tâm, người dân nấu cơm giúp ở thị trấn, sau đó mang vào làng nổ để những người lính ăn đảm bảo sức khỏe. Thượng tá Tinh chia sẻ, người dân làng nổ phần lớn là dân tộc Tày, Dao và Mán, phong tục của họ rất giống người Kinh và rất tình cảm. Người dân họ có gì có thể hỗ trợ chúng tôi, họ đều cho cả. Chúng tôi cần chỗ tắm rửa, giặt rũ hay ngủ nghỉ, người dân đều chủ động, mời vào nhà họ để làm. Tại nhà sàn đầu tiên chúng tôi ở ngay đầu, ngay một thành viên trong gia đình họ cũng có người mất trong vụ lũ quét, thế nhưng họ vẫn nhiệt tình hỗ trợ. Cũng theo vị phó trung đoàn trưởng, quá trình làm nhiệm vụ, các chiến sĩ cảnh sát cơ động không tránh khỏi những thương tích, rất nhiều người bị dẫm vào đinh, Thượng tá Tinh nói hầu như ngày nào đi làm cũng có chiến sĩ bị thương. Bên cạnh đó, các anh em chiến sĩ hành quân phải đi ủng dẫn đến là bị phòng rộp lòng bàn chân. Dù nhiều chiến sĩ bày tỏ mong muốn được đi dép nhựa, nhưng tôi không cho vì lo là mọi người sẽ bị thương. Kết thúc 8 ngày tổ chức tìm kiếm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô trục vớt được hai thi thể là nạn nhân trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nổ hành quân trở về, Thượng tá Tinh vẫn đau đáu một nỗi buồn, sự dây dứt khi dưới lớp bùn đất kia vẫn còn những thi thể của đồng bào chưa được tìm thấy. Theo Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, trong đợt bão Yagi và hoàn lưu do bão gây ra, Trung đoàn đã cử 300 cán bộ chiến sĩ đi Tuyên Quang, Lào Cai, Hà Nam, Hưng Yên, v vân để tăng cường phối hợp với lực lượng địa phương xử lý hậu quả của bão. Tại Lào Cai, trung đoàn huy động 200 chiến sĩ, chia làm hai mũi, một mũi tiến vào thôn làng nổ, mũi còn lại đi huyện Bắc Hà. Tại huyện Bắc Hà, 100 chiến sĩ cảnh sát cơ động tiếp tục chia làm hai tổ. Trong đó một tổ có 20 chiến sĩ do Thiếu tá Đặng Công Khôi là phó tiểu đoàn trưởng dẫn đầu đi tìm kiếm cứu nạn 4 nạn nhân mất tích tại vụ sạt lở nhà điều hành Thủy Điện Đông Nam Á. Tổ thứ hai đi vào thôn Nậm Tông nơi có 18 người mất tích dưới lớp đất đá. Sau 15 ngày, 200 chiến sĩ cảnh sát cơ động tại Lào Cai đã tìm kiếm thành công tổng cộng là 20 thi thể các nạn nhân để bàn giao cho địa phương và gia đình lo hậu sự. Bên cạnh công tác tìm kiếm cứu nạn, các chiến sĩ trung đoàn E22 còn giúp đỡ người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả sau bão, tặng nhiều xuất quà cho người dân xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Qua đó, hai tập thể và 47 cá nhân của Trung đoàn E22 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng Hà Nội, Công an tỉnh Lào Cai tặng bằng khen giấy khen.